Buổi sáng hôm nay khi chúng ta đến trước bàn tiệc của Chúa, chúng ta đến với lời của Chúa, được mặc khải về, được thấy được Chúa mặc khải cho chúng ta về sự cao vời tuyệt đối của Chúa, sự cao trọng cả thể của Chúa, sự quý báu của dòng huyết Chúa, sự kêu gọi thánh của cuộc đời chúng ta sống cho Chúa, cả thánh khiết, rao truyền tin lành của Chúa. Nên là qua lời của Chúa chúng ta thấy được chính Chúa và thấy được cách nào để chúng ta có thể sống đáp ứng với Chúa và được sự hướng dẫn của lời Chúa, với sự ban ơn của quyền năng của Chúa Thánh Linh để chúng ta có thể đi con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục trong lời của Chúa trong sách Roma là phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học cũng vài tháng đã qua đoạn 12. Thì nhiều khi có người hỏi tôi là sao không có giảng bài giảng nào cho nó có vẻ thực tế một tí để mà có thể biết mà sống, để mà có thể dễ dàng để mà theo. Thì tôi tưởng là cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học ở trong Roma đoạn 12 là phần hết sức là thực tế, và phần cũng liệt kê những gì cần phải làm, đưa ra những cái hình ảnh, những cái môi trường sống, những cái chỗ phải quyết định, đưa ra những nguyên tắc hết sức là rõ ràng để mà chúng ta biết cách nào phải sống, gây dựng đời sống đức tin. Đây là cái chỗ mà sứ đồ Phaolô đem sự áp dụng của nguyên tắc của Chúa bày tỏ ra trong sự thương xót của Chúa, nguyên tắc của Chúa bày tỏ ra trong ân điển của Chúa là đã ban cho và cho chúng ta sống trong cuộc đời áp dụng những điều đó. Và trong những cái môi trường mà Chúa đặt để cho chúng ta hay là chỉ ra cho chúng ta, có thể là không phải là những cái điều mà chúng ta quan tâm rõ ràng bậc nhất trong đời sống của mình hiện tại, nhưng là những chỗ mà cần thiết cho chúng ta phải nghe và cần thiết cho chúng ta phải làm theo. Và hôm nay trong phần nói về trong hòa nhã triệt để mà chúng ta sống thì nói về một cái chỗ rất là dễ dàng để mà quên, nhưng mà nó bày tỏ ra một cái căn bản rất là sâu đậm ở trong đời sống của chúng ta, đó là tôn trọng công bằng, impartial, humble impartiality, ở trong chỗ mà hòa nhã triệt để mà chúng ta sẽ học trong câu số 16. Ở đây đặt trọng tâm trên sự hiệp một ở trong Chúa, đặt trọng tâm trên chỗ sống động bày tỏ giá trị mà Chúa đã đặt để trong đời sống của mỗi người chúng ta. Trước hết chúng ta đến để chiêm ngưỡng Chúa, để nghe Chúa, để đáp ứng với Chúa và được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta những gì Chúa dạy, cách nào để sống đem sự vinh hiển đến cho Chúa và đem sự hiệp một sống động quyền năng của Chúa trong hội thánh. Lạy Chúa, chúng con đã chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Chúa, sự tôn quý của Chúa, sự cao vời của ân sủng Chúa và sự quý báu của huyết Chúa đổ ra cho chúng con để cứu chúng con, để cho chúng con có thể sống đẹp lòng Chúa, cách thánh khiết, và sống truyền rao tin lành của Chúa, sống gây dựng hội thánh Chúa và sống để được Chúa sử dụng cho nước Ngài. Giờ này chúng con một lần nữa đến với lời Chúa, xin Chúa cho chúng con thấy vĩ đại cao vời của Chúa, thấy được sự mầu nhiệm của lẽ thật ở trong Chúa, thấy điều mà chúng con được sai phái để làm và nhận lấy quyền năng và sự ban cho của Chúa để chúng con có thể sống động trong chỗ mà Chúa đặt để, ngay trong sự hiệp một của hội thánh, ngay trong chỗ đối xử với nhau cách tôn trọng bày tỏ chính mình Chúa, và cho chúng con bước đi với sự nhận biết rằng Chúa đã ban chúng con mọi việc để thi hành và quyền năng của Chúa được ban cho để chúng con có thể thi hành những điều này. Xin Chúa cho chúng con lắng nghe, làm theo, sống động trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Cho nên khi sứ đồ Phaolô nói là làm thế nào để áp dụng những cái nguyên tắc mà ông đã đưa ra trong đoạn 1 cho tới đoạn 11 ở trong Chúa, trong sách Roma trước đó thì ông bắt đầu với đoạn 12 là một cái đoạn mà có lẽ là nói về cái sự áp dụng rõ ràng hơn hết. Rồi từ đó đoạn 13, 14 trở đi ông cũng sẽ tiếp tục những điều này. Ông bắt đầu hỏi rằng làm thế nào để chúng ta sống áp dụng đời sống của người tin Chúa, thì ông nói trước hết phải áp dụng trong đức hạnh cá nhân, trong chỗ của cái bản chất của mình. Trong đó phải được bày tỏ bằng tình yêu thương, đời sống của chúng ta phải đặt căn bản trên tình yêu thương thật ở trong Chúa. Tình yêu thương này là tình yêu đối với Chúa, căn bản hơn hết, cho nên sẽ yêu mến tất cả những gì thuộc về Chúa, nối kết với Chúa, nối kết với lợi ý Chúa, nối kết với sự vinh hiển của Chúa.
và sẽ ghét bỏ tất cả những gì trái ngược lại với Chúa, làm cho sai trật Chúa. Cho nên trong câu số 9 ông nói lòng yêu thương của cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Rồi trong đời sống mà Chúa ban cho ông dạy chúng ta là chúng ta không sống một mình, không sống đơn độc, nhưng sống trong cộng đồng dân Chúa. Cho nên chúng ta phải sống trong liên hệ với Hội Thánh. Đây là một phần hết sức là thực tế, hết sức là rõ ràng. Sống yêu thương người khác, sống với sự hy sinh cho người khác, sống với sự đeo đuổi những cái chăm về việc người khác. Cho nên trong câu số 10 ông nói hãy lấy lòng yêu thương mềm mại và yêu nhau như anh em, hãy lấy lại kính nhường nhau. Đời sống của chúng ta phải được gây dựng trên căn bản của sự liên hệ ở trong Hội Thánh, và qua liên hệ trong Hội Thánh chúng ta có thể sống để hầu việc Chúa. Và đó là một điều nữa mà ông nhấn mạnh là chúng ta không phải chỉ tin Chúa để được lên thiên đàng. Chúng ta được cứu và được cứu để được Chúa sai phái sử dụng trong công việc của Chúa. Cho nên chúng ta sống, gây dựng đời sống đức tin với một cái sự dấn thân hầu việc Chúa một cách hết sức rõ ràng. Và ông nhắc nhở điều đó, ông nói rằng hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy siêng năng mà chớ làm biếng trong sự hầu việc Chúa. Phải có lòng sốt sáng, phải có lòng nóng cháy, đừng có để cho nó nguội lạnh, và phải chú tâm vào trong sự hầu việc Chúa. Ngay cả chỗ đó chúng ta thấy rằng nếu mà có gì thực tế hơn là bảo chúng ta rằng phải coi chừng đời sống của mình không lười biếng trước mặt Chúa, phải coi chừng đời sống của mình nóng cháy trước mặt Chúa chứ không có nguội lạnh hay là hâm hẩm, và phải được đánh dấu trong đời sống của mình trong sự hầu việc Chúa. Và để có thể hầu việc Chúa đó thì ông nói là chúng ta hầu việc Chúa trong một cái thái độ của sự hiểu biết rằng ngày Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ trở lại ban thưởng cho tất cả những người sống trung tín trong ân điển Chúa và sống bày tỏ Chúa, sống cho công việc của nước Chúa. Và chúng ta sống trong cái sự trông cậy đó, chờ ngày Chúa trở lại để mà được nghe tiếng của Chúa nói rằng hỡi đệ tớ ngay lành trung tín, được lắm. Thành thử ông nói là chúng ta vui mừng trong sự trọn vẹn, câu số 12, bởi vì trong sự trông cậy, bởi vì có sự trông cậy đó chúng ta có thể đối diện với mọi hoạn nạn trong đời sống, những đau ốm, những khó khăn, những thách thức, những mất mát, những điều không được trọn vẹn trong đời sống, những bắt bớ về đức tin, những khổ nạn mà chúng ta đều chịu. Thì ông nói chúng ta có thể nhịn nhục trong sự hoạn nạn, và biết rằng trong sự hoạn nạn đó Chúa làm trọn cái mục đích của Chúa cho đời sống của mỗi người thuộc về Chúa, những người sống trong chương trình của Chúa. Cho nên để có thể giữ sự trông cậy và có thể giữ lòng nhịn nhục thì chúng ta, ông dạy chúng ta là phải bền lòng mà cầu nguyện. Cho nên đời sống cầu nguyện của cá nhân và đời sống cầu nguyện của Hội Thánh là một cái thái độ sống, một cái nhân sinh quan, một cái mục đích rất là rõ ràng được bày tỏ ra trong đời sống chúng ta: trông cậy, chịu đựng, cầu nguyện. Rồi trong cái sự tư, trong cái chỗ mà Chúa đặt để đó thì chúng ta sống biết rằng chúng ta thấy được những nhu cầu của chính mình và những nhu cầu của những người chung quanh, nhất là những nhu cầu của các thánh đồ trong Hội Thánh. Thì ông nói có một cái sự thay đổi trong đời sống của những người tin Chúa, đó là sẽ càng ngày càng chú ý ít hơn về mình, càng dấn thân càng ngày càng thêm về những người chung quanh và nhu cầu của những người chung quanh, đặc biệt những người trong Chúa. Cho nên câu số 13 ông nói là điều này sẽ được bày tỏ ra trong sự hy sinh, trong sự sử dụng những điều mà Chúa giao cho mình làm quản gia để có thể gây dựng Hội Thánh và cung cấp cho công việc của sự giảng tin lành. Cho nên hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ăn cần tiếp khách. Và chúng ta sẽ thấy một cái sự thay đổi sâu nhiệm ở bên trong, đó là chúng ta bắt đầu sống và tiếp tục sống càng ngày càng thêm trong ân điển Chúa. Cái sự cư xử của chúng ta sẽ bày tỏ rằng chúng ta đã được thay đổi từ trong bản chất, và cái bản chất đã được thay đổi một cách triệt để, một cách rõ ràng. Đời sống của người tin Chúa trong cộng đồng dân Chúa sẽ bày tỏ ra một cái sự bày tỏ ân điển Chúa càng ngày càng rõ ràng thêm, một cái sự thay đổi không phải sự cố gắng của con người, nhưng sự thay đổi từ bản chất ở bên trong. Đó là chúng ta đã nhận được ân điển Chúa dồi dào thì chúng ta cũng sẽ sống bày tỏ ân điển đó càng thêm. Tới chỗ mà chúng ta chúc phước cho những kẻ bắt bớ, những người làm hại cho chính mình,
thì ông dặn dò rằng đây là cái cách mà chúng ta sống, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Cái sự thay đổi nó ra tận tận trong trong tâm lòng, vì chúng ta là những người được đông đầy ân điển, cho nên vì cái sự đông đầy ân điển đó, khi tất cả những sự khổ nạn đến với chúng ta, sự bắt bớ, sự thương tổn đến với chúng ta, thì ân điển được bày tỏ ra, ân điển trong sự vỡ lở của đời sống nó được bày tỏ ra, nó được tuôn tràn ra với những người khác. Hãy chúc phước cho những kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước cho nguyền rủa. Và không phải chỉ là chúng ta chúc phước cho những người làm mình khó khăn, nhưng mà đời sống của chúng ta chuyên tâm về người khác và lo tưởng đến người khác, quên mình để sống cho người khác và đứng chung với người khác trong những chỗ thách thức của đời sống của họ. Và ông tóm tắt cái nguyên tắc đó với phần câu số 15 là hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Không phải chỉ là bày tỏ cái sự lo tưởng trong một lúc một thời, nhưng chúng ta đứng chung với những người khác trong cái hoàn cảnh lên xuống của họ, đứng chung vui với họ khi thấy ân điển của Chúa được bày tỏ trong đời sống của họ, thấy được sự chiến thắng của đức tin, thấy ân hồng của Chúa được đổ đầy trong đời sống của họ, và khóc khi thấy họ đi qua những khó khăn, thương cảm với họ khi trong những cái sự khó khăn đó. Và đứng chung trong chỗ đứng của họ, không phải chỉ là đến để tiếp cứu một thời gian ngắn ngủi, nhưng là đi chung con đường của sự lên xuống của cuộc đời. Cho nên khóc vui với kẻ vui, đứng chung trong tất cả những điều đó, trong sự công chính của Chúa, và đặt để mình trong cái chỗ mà Chúa có thể sử dụng để đụng tới những cái nhu cầu của những người xung quanh đó. Thì đó, thì chúng ta trong giảng bài thì chúng ta nói về sự gây dựng đời sống đức tin, đã đi qua những phần trong đức hạnh cá nhân, trong liên hệ hội thánh, trong tinh thần hầu việc, trong thái độ thuộc linh, trong thông công tương trợ. Và khi chúng ta nói trong cái sự nối kết với cộng đồng dân Chúa và những người trong cộng đồng xung quanh, thì chúng ta nói trong cái hòa nhã triệt để đó. Rồi hôm nay chúng ta tới phần trong câu số 16, tóm tắt là trong cái chỗ gọi là sự tôn trọng công bằng, nhưng mà nó cũng không nói được cái ý nghĩa cho rõ ràng. Tiếng Anh tôi dùng chữ là humble impartiality, tức là có một cái sự tôn trọng nhau, sự với nhau trong sự công bằng của ân sủng Chúa, không phân biệt. Không kỳ thị, không chia rẽ. Thì điều đó nói trong câu số 16, đó là trong bọn anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan. Chúng ta sẽ giải thích thêm trong cái chữ tôn trọng công bằng đó, thì chỉ là một cái phần để nối kết vào trong điều mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ ở đây. Đó là trong đời sống liên hệ của chúng ta bày tỏ ân sủng thắng hơn những sự ghen ghét trong đời sống của mình, của những người khác đối với mình, cho nên ban phước cho những kẻ bắt bớ, chúc phước cho những kẻ bắt bớ, không nguyền rủa, sẽ đứng chung trong cái sự nhất tâm đồng cảm với những người xung quanh, những người khó khăn, những người nhất là những người trong hội thánh, thì vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Bây giờ ông nói là trong cái sự hiệp một rõ ràng của trong đời sống, trên cái căn bản của sự hiệp một và trên căn bản của ân sủng Chúa, chúng ta sẽ tôn trọng nhau, sống nối kết với nhau, cư xử với nhau trên căn bản của ân điển Chúa, không phân biệt trên cái ý riêng của mình, nhưng đặt để cái ân sủng của Chúa làm căn bản. Rồi chúng ta muốn đi vào chi tiết phần này, thì ở đây chúng tôi thấy là đây là một điều mà sứ đồ Phaolô tiếp tục trong sự quan tâm, vì ông nhắc lại cái nguyên tắc này để cho chúng ta thấy được. Cho nên ông thiết lập một cái chỗ móc nối tiếp tục ở đây, hay là ông tăng gia cái căn bản của cái chỗ mà chúng ta gây dựng đời sống đức tin trên những cái nguyên tắc mà đặt để trên lời của Chúa. Và ở đây đụng tới cái vấn đề tôn trọng công bằng, hay là nói rõ hơn là cái sự không thiên vị,
cái sự vô tư của sự nối kết ở trong đức tin. Và vì ở đây đặt để trên cái căn bản mà ông đã thiết lập trước đó là sự khiêm nhường và cái sự hiệp một ở trong cộng đồng dân Chúa, cho nên chúng ta nói có một cái sự khiêm nhường, có một sự tôn trọng, có một cái sự hiệp một nối kết ở đây. Trong bản dịch của tiếng Việt thì nó cũng chia ra những cái phần mà chúng ta có thể chú ý tới, hoặc là chúng ta phải giải thích những cái chi tiết có thể rõ ràng hơn. Thì ở đây khi sứ đồ Phaolô nói về vấn đề này thì ông đưa ra những cái sự dạy dỗ theo cái dạng là mạng lệnh, giống như là ông ra lệnh, ông truyền rao cái điều phải làm, và ông đòi hỏi cái sự đáp ứng, và ông chờ đợi cái sự vâng phục. Thì có bốn cái phần mà những cái khía cạnh mà ông nói ở đây. Thứ nhất là trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Thứ hai là đừng ước ao sự cao sang. Thứ ba là phải ưa thích sự khiêm nhường. Và thứ tư là chớ cho mình là khôn ngoan. Cho nên trong bốn cái phần của sự dạy dỗ ở đây thì chúng ta thấy có hai phần tích cực, đó là phải ở cho hiệp ý nhau và phải ưa thích sự khiêm nhường. Và có hai điều tiêu cực cấm đoán không được làm, đó là đừng ước ao sự cao sang và chớ cho mình là khôn ngoan. Có lẽ cái cách dễ nhất để mà chúng ta có thể thấy được cái điều mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ ở đây và cái lý do và cái căn bản, chúng ta đi từng phần một. Nhưng mà cái phần tiêu cực nó nối kết với nhau, đó là đừng ước ao sự cao sang và chết cho mình là khôn ngoan. Chúng ta sẽ học hai điều đó chung với nhau, cho nên chúng ta sẽ học thành ra ba phần. Thứ nhất là phải trong mọi nơi phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, chết cho mình là khôn ngoan, rồi cuối cùng là phải ưa thích sự khiêm nhường. Chúng ta sẽ thấy đây ở dưới những cái nguyên tắc hết sức là căn bản này, một cái cách sống, một cái tiến trình quyết định, một cái nền tảng của đời sống đức tin được bày tỏ thêm cho chúng ta thấy. Trở lại với phần đầu tiên, ông kêu gọi cái căn bản của sự kêu gọi đó là sự kêu gọi của sự hiệp một, trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đúng ra đó thì nếu trong vòng anh em phải có một tâm tình giống nhau, hay là có một cái tâm trí giống nhau, phải có một cái căn bản của sự suy nghĩ giống nhau, be of the same mind. Đó là điều mà ông nói. Và khi ông nói ở đây không phải là chúng ta sống làm sao để hiệp ý nhau, để mà vui vẻ chung với nhau trong sự liên hệ. Ông nói trong vòng anh em phải có một cái sự suy nghĩ giống nhau, trên một cái căn bản quyết định giống nhau, trên một cái giá trị sống giống nhau, và đó đưa tới cái căn bản của sự hiệp một. Cho nên khi ông nói về cái sự suy nghĩ, ông nói về tâm thần, ông nói về cái hệ thống suy nghĩ, cái căn bản của những quyết định trong đời sống của mình đây, và ông đã nhấn mạnh những cái khía cạnh này trong cả đoạn 12. Ông bắt đầu bằng điều đó trong câu số 1, số 2 khi ông nói rằng chúng ta phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Chúng ta coi trở lại thì ông nói rằng: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Trong cái căn bản của sự sống hợp với Chúa thì ông nói nó bắt đầu ở cái chỗ là đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Cái chữ tâm thần này là cái chữ sự suy nghĩ, cái giá trị suy nghĩ, cái cách suy nghĩ, cái cách quyết định, the mind, rồi để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Sau đó thì ông mở ra những cái cửa để mà trong sự học được Chúa, trong đời sống liên hệ của với hội thánh và sự áp dụng sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho, thì ông bắt đầu với lại cái sự suy nghĩ một lần nữa. Ông dạy dỗ là chúng ta phải có cái sự suy nghĩ đúng theo lời Chúa, đúng trên căn bản của sự hướng dẫn của Chúa. Câu số 3 ông nhấn mạnh điều đó. Ông nói: vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lễ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Ông nói là phải chớ có sự suy nghĩ cao quá lễ, nhưng phải có sự suy nghĩ đúng theo cái mức độ mà Chúa đã ban cho trong
trong đức tin. Cho nên cái một điều nữa là để có thể sống trong cộng đồng dân Chúa, trong hội thánh, để có thể hầu việc Chúa, phải có được một cái sự suy nghĩ đúng, một cái sự một cái căn bản giá trị đúng để thẩm định mọi sự quyết định của mình. Rồi sau đó thì ông nói về những ân tứ, những cái sự thi hành những ân tứ trong hội thánh. Rồi từ câu 9 cho tới câu 21 thì ông trở lại trong phần mà chúng ta đang học. Thì ông nói về những cái khía cạnh của sự gây dựng đời sống đức tin, từng viên gạch một, từng khía cạnh một. Thì bây giờ đang ở giữa chỗ đó, ông lại trở lại và ông nhắc lại là tất cả những điều này nó chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta có một cái sự hiệp ý nhau, có một cái sự hiệp một trong sự suy nghĩ, hiệp một trong giá trị sống, hiệp một trên cái căn bản mà chúng ta sống trước mặt Chúa. Thành thử ở đây không phải là trong hội đàm phải ăn ở cho hiền lành với nhau, cho vui vẻ với nhau, để cho sao cho đừng có phải có sự gãy đổ. Nhưng mà ông nhấn mạnh là phải có một cái hệ thống suy nghĩ, hệ thống quyết định, giá trị sống, căn bản sống, sự đeo đuổi, cái mục đích sống phải giống nhau trong hội thánh, phải đi trên một cái căn bản tương tự nhau. Thì ở đó chúng ta thấy rằng chỉ có trên cái căn bản đó thì mới có thể sống với nhau, mới hiệp ý nhau được. Và chỉ trong căn bản đó mới có sự hiệp một trong hội thánh. Thành thử khi ông nói là chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ giống nhau, có một cái giá trị quyết định trên cái căn bản tương tự, rồi cùng một cái căn bản của lời của Chúa, và cùng đeo đuổi cái sự vinh hiển của Chúa, cùng tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời. Thì khi tất cả mọi người đều đi con đường đó, và vì đây là con đường mà Chúa kêu gọi tất cả những người Chúa cứu, sống trên căn bản của lời Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu, sống cho nước Đức Chúa Trời. Mà nếu tất cả mọi người đều đi con đường đó, quyết định trên cái căn bản đó, thì chắc chắn phải có sự hiệp một, phải chắc chắn phải có sự hiệp ý nhau, chắc chắn sẽ có một cái chỗ đồng tình, đồng hướng, hiệp ý trong đời sống chung. Thành thử cái sự hiệp một của hội thánh nó là cái chuyện đương nhiên, nó là cái chuyện dĩ nhiên trong cái nguyên tắc sống của hội thánh. Tại vì tất cả đều được một cái căn bản thiết lập cho đời sống của mình, sống quyết định theo lời của Chúa, sống đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa Giêsu, sống thi hành công việc của nước Chúa. Tất cả mọi người đi theo một hướng, quyết định trên một căn bản, thì rõ ràng là phải có sự một, phải có sự giống nhau, phải thành thử sự một trong hội thánh là cái chuyện dĩ nhiên phải có. Và đây gọi là expected, đây là chỗ đòi hỏi đương nhiên mà ông muốn thấy. Và khi mình nói ngược lại như vậy là khi có sự không hiệp một trong hội thánh, có một cái sự bất đồng trong hội thánh, có một cái sự gãy đổ trong hội thánh, thì nó không phải là chỉ là cái sự liên hệ cá nhân khó khăn, nhưng là nó là một cái sự gãy đổ của hệ thống. Nó là cái chỗ là trong đời sống của những người trong hội thánh, trong con dân Chúa, có người hay là có số hay là một thiểu số hay là một số đông không còn quyết định trên cái căn bản của lời Chúa nữa, không còn đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa Giêsu nữa, không có tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời nữa, cho nên có cái sự gãy đổ, có cái sự không hiệp ý, có cái sự không đồng tình ở trong hội thánh. Vì thế sự hiệp một của hội thánh là chuyện đương nhiên phải có, nó đồng thời là cái căn bản đo lường của gọi là cái sức khỏe thuộc linh của những người trong hội thánh, của con dân Chúa. Và khi chúng ta thấy có sự hiệp một, chúng ta biết rằng đó không phải là cái công việc riêng hay là sự cố gắng riêng của các tín hữu trong hội thánh, nhưng là vì tất cả đều đi một đường trên căn bản của lời Chúa, tìm kiếm Chúa và thực hiện công việc Chúa sai phái, cho nên có sự hiệp một. Và nếu mà không có sự hiệp một, có sự gãy đổ trong nhiều cái khía cạnh khác nhau, thì chúng ta phải định bệnh và biết rằng có một chỗ sai trật cần phải sửa đổi.
Cho nên trong cái chỗ là trong vòng anh em phải cho hiệp với nhau, là trong vòng anh em phải có thiết lập trên một cái căn bản giống nhau của sự quyết định, có phải thiết lập một cái mục đích sống giống nhau trong sự kêu gọi của Chúa. Trong anh em phải có một cái thứ tự ưu tiên giống nhau cho nước Đức Chúa Trời, có cái lòng yêu mến đáp ứng của Chúa Giêsu. Tất cả những điều đó là cái chữ mà ông tiếng Việt mình dịch tổng quát ở đây là phải cho hiệp ý nhau. Thì trong sự dạy dỗ trong hội thánh thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh điểm này rất là rõ ràng, và ông tiếp tục nhấn mạnh điều đó cho hội thánh tại Roma và nhiều hội thánh khác. Thì trong Roma đoạn 15 câu số 5 số 6 ông nhắc nhở lại điều này. Và trong chỗ nhắc nhở này, điều này ông thiết lập một vài điểm mới hay là những cái khía cạnh mới để giúp cho chúng ta suy nghĩ thêm. Roma đoạn 15 câu 5 câu 6: Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ở đây sứ đồ Phaolô tiếp tục kêu gọi những người tín hữu trong hội thánh sống trong sự hiệp một, nhưng ông bày tỏ ra là cái sự hiệp một này là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau. Cái sự đồng lòng ở với nhau này không phải là vì mình cố gắng để mà sống với nhau, hay là mình chịu khó chịu chuộng nhau, hay là mình khéo léo với nhau, mình gọi là biết cách này cách kia để mà sống trong sự hòa thuận. Không, ông nói đây là điều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong sự nhịn nhục và yên ủi của Chúa thì ban cho anh em cái sự hiệp một này, ban cho em sự đồng lòng ở với nhau. Và ông giải thích thêm cái sự đồng lòng ở với nhau này không phải là sự liên kết của mình với nhau trong hội thánh không, hay là của sự liên hệ trong gia đình, hay là trong cái sự hạnh phúc của cố gắng con người. Ông nói rằng ở với nhau theo Đức Giêsu Christ, nghĩa là ở với nhau trên cái hệ thống của Đức Giêsu Christ. Chúa ban cho chúng ta sự hiệp một, và sự hiệp một đó được ban cho khi chúng ta đeo đuổi Đức Giêsu Christ như là một mục đích sống. Khi chúng ta theo lời của Chúa được bày tỏ trong Kinh Thánh, và chúng ta đeo đuổi trước hết nước Đức Chúa Trời, nghĩa là trong tất cả mọi đây, ở đây là cái sự suy nghĩ nó phải ở trên căn bản của Chúa ban cho, và phải chú ý đến nối kết với chính Đức Giêsu Christ. Đấng Đức Chúa Trời ban cho em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Giêsu Christ. Rồi ông nói là ở đây nó ra một cái kết quả, hay là nó ra một điều mà Chúa sử dụng. Đó là cái sự thờ phượng của chúng ta, cái sự sống động của chúng ta trong Chúa, sự liên hệ của chúng ta với Chúa được đặt căn bản, hay là được nối kết, hay là được và được tùy thuộc trên sự hiệp một, sự đồng giá trị ở trong hội thánh. Ông nói để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Giêsu Christ chúng ta. Ông nói là nếu mà không có cái sự hiệp một ở trong đức tin mà Chúa ban cho, không có sự hiệp một ở trong căn bản sống, căn bản giá trị đeo đuổi Đức Chúa Jesus Christ và nước Đức Chúa Trời, thì chúng ta chẳng thờ phượng được. Chúng ta có thể đến cùng nhau họp lại số đông hay số ít, hát những bài hát quen thuộc, hay là những bài hát, nghĩa là mình có thể làm tất cả những cái hành động của một hội thánh, nhưng chỉ có thể thờ phượng Chúa một lòng một miệng ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Christ chúng ta, khi Chúa ban cho sự hội thánh được đồng lòng ở với nhau, khi hội thánh cùng nhau đi theo Đức Chúa Christ. Thành thử cái vấn đề hiệp một ở trong hội thánh nó rất là căn bản, và khi chúng ta thấy một cái sự vỡ lở chỗ nào, dù nhỏ dù lớn, dù nhỏ, nghĩa là lớn là chúng ta phải hiểu vấn đề rồi, nhưng mà dù nhỏ nó mới nứt mầm ra, chúng ta biết rằng đây là chỗ không thể tiếp tục được, và chúng ta biết rằng đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thắng hơn, vì Chúa ban cho sự hiệp một ở trong Chúa, và Chúa ban cho sự đeo đuổi Đức Chúa Jesus Christ để hội thánh có thể sống thờ phượng Chúa xứng đáng với Chúa, và có thể một lòng một miệng mà ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Cái sự hiệp một này đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhưng nó được thực hiện trong đời sống của người thuộc về Chúa.
Cho nên hội thánh phải phải cố gắng hết lòng trong sự bảo vệ sự hiệp một, phải dấn thân trong sự thi hành sự hiệp một, sống động trong trong sự hiệp một. Và trong chỗ mà sứ đồ Phaolô nói về với hội thánh tại Corinto thì ông giải thích chuyện này, ông giúp cho chúng ta hiểu thêm về một cái chỗ đứng của công việc của chúng ta trong sự hiệp một của hội thánh. Anh chị em dỡ ra trong Corinto như thứ nhất đoạn 1 câu số 10. Ở trong hội thánh của tại thành phố Corinto thì có nhiều cái sự khó khăn, có nhiều cái sự chia rẽ. Và câu số 10 thì sứ đồ Phaolô nói rằng: hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân nhẹ rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Rồi ông nói thêm là: tôi có được tin rằng trong bọn anh em có sự tranh cãi, rồi tôi thấy trong bọn anh em có người nói như vậy. Ta là môn đồ của Phaolô, ta là của Apollo, ta là của Cepha. Ông hỏi là tại sao có cái sự phân rẽ được, là Đấng Christ bị phân rẽ ra sao, làm sao có sự đó. Cho nên ở trong hội thánh hiện tại đang đi qua những cái khó khăn, những cái sự phân rẽ, và ông nói là điều này không thể được. Anh em phải nhất tâm, anh em phải sửa đổi, anh em phải ăn năn. Tôi khuyên anh em thảy phải đều đồng một tiếng nói với nhau. Thực ra là không phải là đồng một tiếng nói, nhưng mà phải đồng ý với nhau, và không có cái sự phân rẽ, không có sự phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng với nhau. Thì ông nói là trong cái sự phân rẽ đó, làm thế nào để mà có thể giải quyết vấn đề, thì ông nói là trong tiếng Anh thì là that you be made complete in the same mind and in the same judgment, tức là anh em phải được trưởng thành trong việc thi hành cái hệ thống suy nghĩ chung với nhau, và trong cái phương cách quyết định giống nhau. Chứ đó không phải là chúng ta có những sự vỡ lỡ gãy đổ, chúng ta đến làm hòa với nhau thì chắc chắn phải có điều đó, nhưng tại sao phải làm hòa với nhau, làm hòa trên căn bản nào, rồi sau khi làm hòa giải quyết sự phân rẽ thì quyết định như thế nào. Ông nói là chúng ta phải được trưởng thành, to be made complete, phải được trọn vẹn ở trong cái chỗ đứng. Trọn vẹn chỗ nào? Trong cái chỗ là phải có the same mind, phải có một cái tâm tình giống nhau, một cái tâm trí, một cái căn bản quyết định giống nhau, nghĩa là phải đặt để mình trở lại trong lời của Chúa, phải đặt để mình trong cái chỗ sống cho Chúa, phải đặt để mình trở lại trong thứ tự ưu tiên của nước Chúa. Đó là cái chỗ mà giải quyết vấn đề chia rẽ trong hội thánh, và phải thi hành điều đó in the same judgment, phải quyết định rõ ràng trong cái hướng đi đó. Và ông nói đó là điều mà tôi muốn anh em làm. Tôi khuyên anh em phải thi hành điều này, anh em phải bảo vệ cái sự hiệp một ở trong hội thánh. Bảo vệ không phải là bằng cách tránh vấn đề, nhưng mà bảo vệ bằng cách sống động trong đức tin mình, trở thành trưởng thành để quyết định theo lời của Chúa, để sống cho sự vinh hiển của Chúa, và để đeo đuổi công việc của nước Chúa. Khi tất cả mọi người trở lại với con đường đó, trở lại trên căn bản sống đó, thì sẽ có sự chữa lành, sẽ có sự hiệp một, và có sự tăng tiến trong hội thánh. Cho nên chúng ta có thể nói rằng cái định nghĩa của sự hiệp một được thiết lập trên vấn đề là cùng trên một cái căn bản sống, một cái căn bản suy nghĩ, quyết định trên lời của Chúa. Cho nên nó là trên căn bản của lời của Chúa. Thứ hai là sống cho sự vinh hiển Chúa Giêsu trong cái giá trị sống của mình. Và thứ ba là đeo đuổi thứ tự ưu tiên của nước Chúa. Nếu có ba phần đó, chúng ta nói tổng kết tất cả những điều đó là trong lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu, thì ở trong chỗ suy nghĩ trên lời của Chúa, đeo đuổi giá trị sống cho Chúa, và thứ tự ưu tiên của nước Chúa, trong lòng yêu mến Chúa, thì đó là cái căn bản của sự hiệp một trong hội thánh. Và chúng ta có thể nói là đó là cũng căn bản của sự hiệp một ở trong gia đình. Nếu mà trong gia đình mà mỗi người đều đi những hướng khác nhau, mỗi người trong sự trưởng thành trong Chúa khác nhau, thì nó cũng sẽ tới cái chỗ không hiệp một trong gia đình. Và để chữa lành sự tan vỡ trong gia đình, khó khăn trong gia đình, không phải là phải ngồi xuống tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau, dĩ nhiên có phần đó,
Nhưng cái chỗ sửa đổi là sao? Là làm sao để lời Chúa là căn bản quyết định. Phải có vợ chồng, cha mẹ con cái phải có đúng một cái căn bản của sự quyết định, đó là trên lời của Chúa. Thứ hai là phải có một cái mục đích sống giống nhau, đó là sống cho Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa, và có cái thứ tự ưu tiên để có thể phân biệt được những cái điều gì thứ nhất, thứ hai, những gì trên hết, những gì là quan trọng và những gì là không quan trọng, thì phải có cái thứ tự ưu tiên của nước Chúa. Và đó là cái hệ thống mà ông đặt để, và đó là điều mà chúng ta phải chú ý tới để thi hành. Hỡi anh em tu nhân, danh Đức Chúa Jesus Christ khuyên anh em phải thấy đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân nhã nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng, phải hiệp một trên cái căn bản của sự quyết định, của giá trị sống và thứ tự ưu tiên sống. Và ông nói điều này là điều phải thi hành, bởi vì chúng ta là những người được cứu bởi tin lành của Chúa, những người đã được thay đổi bởi phúc âm của Chúa, và không có cái sự khác biệt được, không có gọi là không có không 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 thể không thi hành, không thể không thi hành điều này được, bởi vì những người tin Chúa là những người được thay đổi để sống cho Chúa trong cái mục đích này. Những người tin Chúa là những người được đặt để sống trong lời của Chúa, những người được sống cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu, những người sống cho công việc nước Chúa thì phải được thi hành. Và ông nói tôi muốn thấy điều này trong anh em, anh phải ăn ở cách xứng đáng. Cho nên trong sách trong thư cho hội thánh Philip đoạn 1 câu 27 ông bắt đầu với điều đó. Và ông ghi như thế này: duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt tôi cũng biết rằng anh em đồng một lòng, đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin đạo tin lành, phàm sự gì chẳng để cho kẻ thù ngâm dọa mình. Ông định nghĩa cái sự sống xứng đáng với đạo tin lành. Ông nói là anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành. Anh em là những người được cứu, anh em phải sống. Vì sống làm sao? Sống xứng đáng với đạo tin lành nghĩa là sống bày tỏ là anh em được cứu, sống bày tỏ là anh em thuộc về Chúa, sống bày tỏ rằng cái sự cứu rỗi của Chúa đang được sống động trong anh em. Thì điều đó được bày tỏ như thế nào? Thì ông nói là tôi muốn biết là khi tôi có mặt hay là không có mặt, khi tôi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt, thì một điều tôi muốn biết chắc chắn là anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin và đạo tin lành. Cái chữ một lần nữa là đồng tâm hay là đồng ý, đồng một ý, have the same mind. Tức là anh em phải đứng vững chung trên một cái hệ thống sống, như chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại là trong cái hệ thống sống trên lời của Chúa, trong cái giá trị sống cho sự vinh hiển Chúa, và trong thứ tự ưu tiên sống cho nước Chúa. Ông nói là anh em tôi muốn thấy điều đó, tôi muốn thấy điều đó rõ ràng, có mặt hay không có mặt, tôi muốn nghe về anh em là anh em sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa một cách chắc chắn rõ ràng như vậy. Và một điều nữa, ông sau khi ông nói điều đó thì vì ông là người hiểu hội thánh, vì ông biết là cái sự sống động ở trong hội thánh lên xuống có nhiều khó khăn, và cũng là những câu hỏi mà hội thánh sẽ nói là làm sao để mà sống xứng đáng được, làm sao để mà sống hiệp một được, làm sao để thi hành tất cả những đó được. Thì ông nói là nó không phải ra từ nơi sức mình, nhưng là điều đã được ban cho. Ông nhắc nhở cho họ rằng những điều mà Chúa đòi hỏi, Chúa đã ban cho, những điều mà Chúa muốn thấy được trong đời sống của chúng ta thì chính Chúa đã thực hiện công việc đó, và chúng ta nhận lấy cho chính mình và để cho nó trôi ra, trôi qua đời sống mình, bày tỏ ra trong đời sống của mình. Và ông nói điều đó sau khi ông nói là sống xứng đáng với đạo tin lành, thì câu đoạn 2 câu 1 cho tới câu số 4 thì ông đưa ra cái phần đó, và chúng ta quen thuộc với phần kinh thánh này, chúng ta đã học trong loạt bài sách Philip. Thì ông nói là điều mà anh em cần để sống hiệp một thì đã được ban cho. Thì vậy nếu trong Đấng Christ, thì chúng ta nhớ là cái chữ vậy nếu này không có phải là nếu không biết có hay không, nhưng là bởi vì đó. Cho nên chúng ta có thể đọc như thế này: bởi vì trong Đấng Christ có điều yên ủi, bởi vì có lòng yêu thương, có điều cứu giúp, có sự thông công nơi Thánh Linh, có lòng yêu mến và có lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Ông nói là bởi vì có cái sự ban cho của Chúa, sự ban cho trong Đấng Christ, có điều yên ủi trong Đấng Christ, có sự yêu thương trong Đấng Christ, có điều cứu giúp trong Đấng Christ, có sự thông công nơi Thánh Linh, có sự yêu mến và lòng thương xót nối kết trong cộng đồng của hội thánh,
thì anh em sao hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm đồng tư tưởng, làm cho tôi vui mừng trong vẹn. Anh em sống sao hiệp một, anh em sống hiệp một không phải là chỉ là get along hay là trong hay là sống hòa thuận với nhau, trong cái chỗ là không có gây sự, không có làm rối nhau, nhưng mà anh em sống hiệp ý, đồng tâm đồng tư tưởng. Tức là một lần nữa ông nhắc lại là anh em phải sống trên lời của Chúa, trên cái cách quyết định của anh em cho giống nhau, cùng một cái căn bản của sự quyết định trong lời Chúa. Anh em phải đồng tâm trong sự sống cho Đức Chúa Jesus Christ và sự vinh hiển của Ngài. Anh em phải đồng tâm trong cái thứ tự ưu tiên của nước Chúa. Thì khi có những điều đó rồi thì anh em chắc chắn sẽ được bày tỏ ra trong cái phương cách sống hiệp một, sống đối kết với nhau. Thành thử ông nói sau đó thì chỉ là vấn đề áp dụng thôi, đó là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu trong cái giá trị sống của mình nó trên căn bản của lời Chúa, nó cho nước Chúa, nó cho sự vinh hiển Chúa. Còn nếu để riêng cho mình và sự cố gắng của mình thì sẽ không thực hiện được. Cho nên ông nói rằng những điều mà Chúa đòi hỏi thì Chúa đã ban cho, anh em chỉ cần thiết lập trở lại cái chỗ đứng của mình trong lời của Chúa, thiết lập trở lại cái mục đích sống của mình cho Chúa, thiết lập trở lại cái thứ tự ưu tiên của mình cho nước Chúa, thì tất cả những điều này nó sẽ trôi tuôn chảy ra trong đời sống của anh em, tuôn chảy qua đời sống của anh em, và anh em có thể đối xử với nhau theo như lời Chúa muốn, theo như cái phương cách mà Chúa thẩm định. Cho nên sự hiệp một ở trong Chúa là như mình nói là chuyện đương nhiên, là chuyện sẽ xảy ra, phải xảy ra. Và như chúng ta nói, không phải là chỉ trong hội thánh, trong gia đình hay là tất cả những người chỗ mà các tín hữu cùng một căn bản đức tin, thì đây là điều chắc chắn sẽ được xảy ra. Và mấy lần trước chúng ta cũng có học về sự lo tưởng cho nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau, như là trong đoạn 12 câu số 10 là hãy lấy lòng yêu thương mềm mại, yêu nhau như anh em, hãy lấy lại kính nhường nhau. Câu số 13 là hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy cần tiếp khách. Thì những điều này nó cũng ra từ cái căn bản của sự hiệp một, trên cái ra từ cái căn bản của sự suy nghĩ một cách, đeo đuổi một hướng, đi theo thứ tự ưu tiên chung với nhau. Như chúng ta thấy ở trong công vụ đoạn 4 câu số 32 nói về hội thánh Jerusalem, khi có cái sự lo tưởng cho nhau, sự chăm sóc đến với nhau thì tác giả Luca ghi lại đó là người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Rồi họ chẳng có người nào trong hội thánh mà có cái nhu cầu, tất cả mọi người đều chia sẻ chăm sóc lẫn nhau. Nó đến từ cái căn bản nào vậy? Căn bản là vì mình động lòng thương nhau, mình thấy cái nhu cầu của nhau lớn quá rồi mình đã không. Nó ra từ cái căn bản là một lòng một ý với nhau, một lòng một ý trên cái căn bản của lời Chúa, trên căn bản của sống cho Chúa, trên căn bản của thứ tự ưu tiên của nước Chúa. Và khi điều đó được thiết lập trong đời sống của mình thì nó ra nhiều cái kết quả. Một trong những kết quả đó là sự lo tưởng. Thành thử chúng ta có thể nói một cách tổng quát rằng cái điều căn bản của đời sống của mỗi chúng ta đó là thiết lập cái giá trị sống, cái căn bản của sự quyết định của mình trên lời của Chúa, thiết lập cái chiều hướng mục đích sống của mình cho sự vinh hiển của Chúa, và đặt để cái thứ tự ưu tiên trước hết là nước Chúa, thì tất cả mọi điều khác nó sẽ thành đạt trong cái phần này. Bởi vì chúng ta biết là đây là sự áp dụng cho toàn thể những người thuộc về Chúa trong hội thánh, những người được cứu. Và khi những người được cứu đi cùng một hướng, quyết định cùng một lối, cùng một thứ tự ưu tiên thì sẽ có sự hiệp một. Và hiểu biết là đây là điều Chúa ban cho nên bảo vệ, dấn thân để mà sống động trưởng thành trong điều đó. Khi mà thấy cái sự sai trật như với trong hội thánh ở tại Corinto thì phải sửa sai, phải thiết lập trở lại trong cái căn bản của sự hiệp một này.
khi tôi viết tới đây, khi mà học tới đây thì tôi nhớ là hôm nay là cái ngày của các em, của con em của chúng ta học học xong ra trường, thì có những cái lớp khác nhau, nhưng mà cái sự suy nghĩ tôi suy nghĩ tới những em từ trung học đi vào trong đại học, hay những em ở đại học học xong ra phải ra trường đi làm, thì thường thường xuyên cái vấn đề nối kết với hội thánh, liên hệ với hội thánh, nó là một cái thách thức, hay là một câu trả lời, một câu hỏi phải được trả lời cho rõ ràng. Đó là nếu mà những con em của chúng ta bước vào trong những bước tương lai, đi học, thì cái sự liên hệ với hội thánh ra sao, cái sự hiệp một trong hội thánh như thế nào. Có những chỗ thì rời hội thánh vì phải đi học xa, nó có lý. Có những chỗ phải rời hội thánh đi học xa, nó không có lý. Có chỗ ở lại hội thánh để phục vụ tiếp tục, nó có lý. Có chỗ là Chúa sai phái đi những chỗ khác, nó có lý. Thì cái chỗ làm sao để mình biết được, làm sao để mình quyết định, làm sao mình là cha mẹ có thể khuyên dạy con em, hay là giúp đỡ cho con em trong những quyết định này. Thì chúng ta nhìn lại trong cái nguyên tắc của sự hiệp một. Sự hiệp một có được không phải là chỉ là mình gần nhau ở với nhau, nhưng mà sự hiệp một có được là khi tất cả mọi người trong cộng đồng đó quyết định trên căn bản của lời Kinh Thánh, quyết định trên sự vinh hiển của Chúa Giêsu, quyết định trên thứ tự ưu tiên của nước Chúa. Thì nếu mà con em của chúng ta đi học, thực ra nó cũng không có nhất thiết là cho những người ra trường thôi. Tất cả mỗi chúng ta trong cái hoàn cảnh riêng của mình đều áp dụng những nguyên tắc này. Đó là khi chúng ta quyết định trên lời Kinh Thánh, khi chúng ta quyết định trên căn bản của vinh hiển Chúa, khi chúng ta quyết định trên thứ tự ưu tiên của nước Chúa, thì bất cứ chúng ta ở đâu, bất cứ chúng ta làm gì, ở lại hội thánh hay là rời hội thánh, hay là đi xa hay ở gần gì, thì chúng ta vẫn có thể bảo vệ sự hiệp một của hội thánh, bảo vệ cái công việc Chúa giao phó cho hội thánh, và vẫn trong cái sự thông công với cộng đồng dân Chúa. Và cái quyết định của mình sẽ làm cho mạnh mẽ hội thánh và thích ứng với lại cái chỗ Chúa sai phái chính mình. Còn nếu mà mình không quyết định trên căn bản của lời Chúa, nếu mình không quyết định trên căn bản của mục đích sống cho Chúa Giêsu, và nếu mình không quyết định trên căn bản của thứ tự ưu tiên của nước Chúa, thì dù mình ở lại, dù mình đi, dù mình có làm gì đi nữa, thì mình cũng sẽ sai trật trong chính chỗ quyết định của mình, sai trật trong đời sống của mình, và mình sẽ làm hư hại cộng đồng dân Chúa, và mình sẽ làm tổn hại cái sự hiệp một của hội thánh. Cho nên cái vấn đề là không phải là mình ở đâu hay là mình làm gì, nhưng mà cái vấn đề là trên căn bản nào anh em phải đồng một ý, đồng một tâm, đồng một tư tưởng, anh em phải đồng một cái hệ thống sống, đó là sống trên căn bản lời Chúa, sống cho sự vinh hiển Chúa Giêsu, sống trong thứ tự ưu tiên của nước Chúa. Thì chúng ta cũng nói là trong đời sống riêng của mình cũng vậy, trong chỗ đứng cái phần áp dụng của mình cũng vậy. Chỗ nào chúng ta gây dựng hội thánh là cái chỗ đồng tâm, đồng trí, đồng hiệp một ở đây. Thành thử trong câu số 16 mà chúng ta trở lại, sứ đồ Phaolô viết rõ ràng cái căn bản rất là chắc chắn ở đây. Trong mọi anh em phải ở cho hiệp với nhau, trong mọi anh em phải có một cái hệ thống quyết định giống nhau, có một cái thứ tự ưu tiên giống nhau, có một cái mục đích sống giống nhau. Thì tất cả mọi điều Chúa muốn thực hiện trong anh em, qua anh em, trong cộng đồng hội thánh sẽ được thiết lập và sẽ được thành tựu. nhưng mà ở đây thì có một cái ý nữa, hay là có một cái khía cạnh nữa mà chúng ta cũng cần phải thấy, đó là trong tiếng Anh thì rõ ràng hơn là be of the same mind toward one another. Và cái sự hiệp một của anh em này không phải là chỉ là trong vòng anh em với nhau, nhưng trong vòng anh em, trong cái sự đối xử, không phải là chỉ là với nhau để làm một cái việc gì khác hơn, nhưng mà trong cái sự liên hệ của anh em với nhau đó, thì cái giá trị sống này phải được thực hiện. Thật thử ở đó chúng ta nói về vấn đề thực hiện là suy nghĩ về nhau, không phân biệt, nhưng mà phải có một cái giá trị đo lường để đối xử với tất cả mọi người giống nhau,
trên một cái căn bản của cái sự của lời Chúa, của nước Chúa và của sự liên hệ trong Chúa Giêsu. Tức là nó tới cái chỗ mà chúng ta nói không không thiên vị hay là không có biệt riêng ra, bởi vì chúng ta cư xử với mọi người giống nhau trên cái căn bản của lời của Chúa. Thì trong cái phần còn lại của câu 16 chúng ta cũng thấy những cái ý tưởng này, đó là đừng ước ao sự cao sang nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Tất cả điều này nó bổ sung cho vấn đề là anh em phải cư xử với nhau theo một căn bản không phân biệt người này với người khác, nhưng mà trên căn bản của sự hiệp một của lời Chúa. Thì chúng ta đã thấy trong câu 4 của đoạn Philip mà chúng ta đọc lúc nãy là mọi người chúng ta phải coi người khác quan trọng hơn mình. Thì cái này là coi tất cả những người khác, chứ không phải là chỉ một số người nào mình thích, còn một số khác thì không coi là quan trọng. Thì cái sự trên căn bản giống nhau này đó là nó bày tỏ cái hệ thống đức tin nữa mà chúng ta thấy rõ ràng thêm ở trong sách Gia Cơ. Xin dở ra trong sách Gia Cơ đoạn số 2. Thì trong cái phần mà tác giả Gia Cơ chỉ cho chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái nguyên tắc này. Gia Cơ đoạn 2 câu 1 tới câu 5: Hỡi anh em đã tin đến Đức Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vì người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệnh chúng ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra lấy ý xấu gian tà mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe đây: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài sao? Vấn đề ở đây là vấn đề tây vị, vấn đề ở đây là cư xử không trên căn bản giống nhau. Thì cái chỗ mà hiệp một giữa bọn anh em phải có cái sự hiệp một, phải có sự cư xử, đó là cư xử với nhau không tây vị, trên căn bản giống nhau của lời của Chúa. Và ở đây thì tác giả Gia Cơ nói cho chúng ta rất rõ ràng là nếu sáng hôm nay chúng ta đang nhóm ở đây, hay là chúng ta sắp về nhóm có một người hết sức là quan trọng ở trong chính quyền hay là trong hội thánh đến với mình, và đồng thời cũng có một người nghèo không nhà không cửa cũng đến với mình, thì ông hỏi là chúng ta tiếp rước họ như tiếp rước hai người đó có khác biệt không? Thì mình một ý của mình thì mình nói là cái lý tưởng là sẽ làm sẽ đối xử giống nhau, nhưng mà mình biết ngay trong tấm lòng của mình, biết trong cái cách cư xử của mình là sẽ có sự phân biệt cái người nào mình thích hơn, cái người nào mình coi trọng hơn, cái người thấy giống mình hơn, hay là trong cái giá trị mình muốn đeo đuổi mình sẽ chọn họ. Giống như ở đây thì nó là có người đeo nhẫn vàng mặc áo đẹp, có người nghèo quần áo rách rưới, thì anh em chọn ai? Ở đây nó là thường thì chúng ta chọn người áo đẹp mời ngồi chỗ tử tế, còn những người nghèo thì chúng ta phân biệt ra. Thì ông nói là khi mà anh em phân biệt điều đó ra, anh em sống trong tay vị đó, thì anh em đánh đổ cái căn bản của sự hiệp một. Anh em không có cái sự chung một giá trị quyết định theo ý của Chúa trong một cái mục đích mà Chúa kêu gọi, cũng không có theo thứ tự ưu tiên mà Chúa sai phái. thì trong cái sự phân biệt của chúng ta ở trong cái chỗ này thì nó cũng dễ dàng mà thôi, khi chúng ta nói về những người khách đến chúng ta tiếp ai. Nhưng mà cái điều đó thì nó cũng ít xảy ra, nhưng mà chuyện thường xảy ra đó là chúng ta thường chơi với ai, chúng ta thường quan tâm đến ai, chúng ta thường nói chuyện với ai, và chúng ta phân biệt những điều đó ra. Thì trong tiếng Anh thì nó là có một cái click. Tiếng Việt thì khi tôi coi lên trong từ điển thì nó dùng cái chữ là đảng phái. Thì cái chữ đảng phái thì nó hơi nặng, thì tôi có thể dùng cái chữ là nhóm độc quyền, cái nhóm mà mình thấy là mình quen thuộc. Khi nào mình ra ngồi ăn chung với nhau thì mình cũng thích ngồi chung với những người đó. Khi mình về nhà mình nói chuyện, mình gọi điện thoại cũng gọi những người đó. Rồi làm gì đó là những người nào mình quan tâm,
những người nào mình thấy dễ chịu với nhau thì đó là những người mà mình đứng chung trong một cái nhóm, và những người khác thì mình không quan tâm đến. Ông nói đó là cái sự phân biệt, đó là cái sự tây vị, đó là sự không có đứng trong một cái hệ thống chung với nhau. Chúng ta thấy điều này nó cũng xảy ra thường xuyên trong hội thánh, từ các em nhỏ trong nhi đồng cho tới em teen, cho tới những người nói tiếng Việt, người nói tiếng Anh, trong quý ông quý bạn. Nghĩa là chúng ta thấy nhiều cái cách nó được bày tỏ ra là chúng ta không có quan tâm tất cả với mọi người trên cái căn bản của sự hiệp một giống nhau. Và chúng ta được nhắc nhở rằng nếu mà chúng ta có những cái click, có những cái nhóm độc quyền, có những cái sự phân biệt trong sự liên hệ đó, thì chúng ta phải thay đổi điều đó. Tại vì nó có hại cho hội thánh, nó có hại cho chính mình, và nó có hại cho công việc của Chúa. Thành thử một trong những áp dụng thực tế là trong giờ thông công, thường mình ngồi ăn chung với ai, mình nói chuyện với ai. có những người khác thì cũng thông công trong hội thánh đó mà cả năm cũng chưa nói chuyện, cả năm cũng chưa ngồi ăn chung, cả năm cũng không biết gì về người khác, thì ông nói cái đó không tây vị thì kêu bằng gì? Cái đó làm sao gọi là sự hiện một được? Nghĩa là rất là đơn giản thôi, nhưng mà ông nói là cái đơn giản đó nó bày tỏ ra cái giá trị, nó bày tỏ ra cái hệ thống quyết định, nó bày tỏ ra cái thứ tự ưu tiên. Và ông nói em phải coi lại cái vấn đề đó. Và ông nói cái lý do của cái vấn đề sai trật, trở lại trong câu số 16, ông nói là vì anh em ước ao sự cao sang và anh em cho mình là khôn ngoan. Cho nên tới hai cái phần mà ông nói là anh em không được làm, vì đây là cái vấn đề và cái chỗ mà nó đánh đổ cái sự hiệp một trong hội thánh, và nó làm cho anh em quyết định sai trật, tây vị, không có đồng đều, không có thống nhất trong cái sự áp dụng lời của Chúa. Thì ông nói là đừng ước ao sự cao sang, và thứ hai là chớ cho mình là khôn ngoan. cái chữ ước ao này là cái chữ là đừng đặt quan trọng chuyện cao sang. Nghĩa là đừng có tìm kiếm chuyện cao sang, đừng có coi trọng những chuyện cao sang. Cái chữ đừng tìm kiếm chuyện cao, đừng tìm kiếm điều cao, đừng đặt để mình vào trong chỗ cao. Và thứ hai đó thì chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ cho mình là khôn ngoan. Thì rõ ràng là đây là điều mà Kinh Thánh cũng dạy chúng ta nhiều lần, là chớ nương cậy trên sự thông sáng của con. Đừng có coi rằng con là khôn ngoan hết và tất cả mọi điều con làm đều là giải quyết vấn đề. Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Lời Kinh Thánh cũng nói điều đó, và Sứ đồ Phaolô nhắc lại điều đó là cái sự đặt mình làm quan trọng, hay là sự đeo đuổi cái chỗ đứng của mình, cái chỗ nhìn thấy mình cao trọng hơn người khác, hay là đặt để mình trong cái giá trị cao hơn. Nó là cái căn bản làm sai trật sự liên hệ ở trong Chúa. Nó làm cho sự hiệp một không thể xảy ra. Tại vì ngay trong cái chỗ ước ao sự cao sang, cho mình là khôn ngoan, thì nó đã sai trật lời của Chúa. Nó không đặt để Đức Chúa Jesus Christ làm trọng tâm, nó không đặt để cái thứ tự ưu tiên của nước Chúa là cái thứ tự ưu tiên chính yếu trong đời sống của mình. Đây là điều Sứ đồ Phaolô đã thiết lập trước cho chúng ta, cũng đã báo nguy cho chúng ta trước đó khi ông nói về cái sự hầu việc Chúa trong sự liên hệ của hội thánh, trong vấn đề sử dụng ân tứ. Thì như chúng ta đã đọc trong câu số 3, chúng ta đọc lại, thì ông nói rằng vậy nhờ ông đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, chớ có ước ao sự cao sang, chớ coi mình là đặt mình vào chỗ cao, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Nghĩa là cái điểm làm cho sai trật cái sự hiệp một trong hội thánh là cái chỗ mình đặt mình vào trọng tâm, mình đặt cái sự suy nghĩ của mình là cái giá trị đo lường cho chính mình và đo lường những người khác. Nghĩa là mình không còn suy nghĩ trên hệ thống của Kinh Thánh nữa, mình suy nghĩ trên hệ thống cá nhân. Mình không đeo đuổi cái thứ tự ưu tiên của Chúa nữa, mình đeo đuổi cái thứ tự ưu tiên của mình. Mình coi cái ý mình là quan trọng, mình đo lường mọi sự trong ý mình. Nghĩa là cái sự sai trật này là nó sự thay thế mình vào trong cái căn bản quyết định, đặt để mình trở lại trong cái chỗ cái trong cái cán cân đo lường, đặt để cái chuyện mình muốn làm thứ tự ưu tiên. Và ông nói tất cả những điều đó
xoay vòng ở cái chỗ là anh em ước ao sự cao sang cho mình, anh em đặt mình là khôn ngoan, và điều đó sẽ làm gãy đổ công việc Chúa, gãy đổ sự liên hệ đó trong Chúa, lại gãy đổ cái sự sai phái của Chúa cho hội thánh và cho mỗi anh em. Thành thử khi mà chúng ta thấy rằng trong cái chỗ liên hệ với nhau mà mình nói tôi thấy như vậy không được, hay là tôi không muốn điều đó, cái nó mất sướng, cái đó nó không thỏa lòng nữa, thì câu hỏi rằng trên căn bản của anh hay là trên căn bản của lời Chúa, trên căn bản của cái thứ tự tên của chị, hay là trên cái sự đeo đuổi sự bình hiển của Chúa Giêsu, trên thứ tự trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời, hay là trong cái thứ tự là mình của cái sở thích của mình hay là cái ý muốn riêng của mình. Và điều đó mình hỏi người khác hay là mình hỏi chính mình, tất cả đều phải trở lại cái chỗ là đừng ước ao sự cao sang, chớ cho mình là khôn ngoan. Nhưng mà trong phần này thì sứ đồ Phaolô nói thêm là không phải chỉ là vấn đề không được làm, không thể làm, vấn đề phải tránh đi, nhưng ông nói là có một điều phải làm, và cái điều phải làm này nó giúp cho cái sự liên hệ ở trong Chúa, nó giúp cho sự hiệp một ở trong hội thánh, và nó giúp cho chúng ta có cái tâm lòng đúng trên lời của Chúa, trên cái sự tìm kiếm Chúa và trên thứ tự ưu tiên của Chúa. Đó là ông nói là phải ưa thích sự khiêm nhường, trong mọi anh em phải ở cho hiệp với nhau, đừng ưa sự cao sang nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Cái chữ ưa thích cái sự khiêm nhường này thì mình nghe thì mình cũng biết mông lung là như vậy, nhưng không biết là nó có nghĩa gì. Nhưng mà cái chữ ông dùng rất là mạnh mẽ. Cái chữ ưa thích này không phải là chỉ là mình ưa mình thích, nhưng mà có một cái chỗ là mình được khiêng đi, mình được chuyển động bởi sự khiêm nhường. Cái sự khiêm nhường này là không phải là cái lòng khiêm nhường, nhưng là cái chuyện khiêm nhường, cái chuyện không giá trị, hay là những người không có giá trị, những cái gì mà coi là chuyện không giá trị trong cuộc đời. Cái chữ là lowly, associate with the lowly, cái chữ là be carried away with the lowly. Cái động từ này nó nói lên một cái sự xoáy chuyển rất là sâu đậm trong tấm lòng. Ông nói là có một cái gì đó không phải là cái chuyện mình chọn để làm ở bên ngoài, nhưng có một cái sự xoáy chuyển thâm sâu ở bên trong, và nó là cái lý do tại sao chúng ta làm những chuyện mà mình làm, quyết định những chuyện mà mình quyết định. Giống nó là chữ ghép của cái chữ together và cái chữ carry, nghĩa là cái chữ bị chuyển động, cái chữ bị khiêng đi chung với nhau. Giống như là có dòng nước chảy rồi mình bỏ một cái thuyền giấy trên cái dòng nước chảy đó, thì cái dòng nước nó khiêng đi, nó khiêng cái tàu giấy của mình đi. Thì đây ông nói là có một cái gì đó nó xoáy chuyển cái tấm lòng của mình, nó cũng khiêng mình đi, và nó khiêng mình đi. Tại sao nó khiêng mình đi? Về cái hướng của những điều thấp kém, cái hướng của những người thấp kém, những người mà không có giá trị trong xã hội, những chuyện không có giá trị trong xã hội. Trong Kinh Thánh thì có hai chỗ khác dùng cái chữ này, đó là khi Barnabas bị dẫn dụ đi theo cái sự giả hình của Phi-e-rơ trong Galati đoạn 2, hay là trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 17, thì nói về những người bị sự lầm lẫn dẫn dụ đi. Nghĩa là cái sự dẫn dụ này nó là một cái sự xoáy chuyển ở trong tấm lòng. Thì ông nói có một cái sự xoáy chuyển ở trong tấm lòng, nó dẫn mình đến những cái công việc không ai muốn làm, dẫn mình đến những cái chuyện âm thầm và những cái chuyện người khác xem thường, dẫn mình đến để mà giao du, tiếp cận, đeo đuổi, làm bạn với những người mà không ai muốn làm bạn, đến với những người mà không có gì quan trọng, không có gì cần phải chú ý tới. Ông nói đó là cái sự chuyển động của cái thứ tự ưu tiên ở trong Chúa, đó là chuyển động của công việc Chúa ở trong tận tấm lòng của mình và cái công việc của Đức Thánh Linh làm. Và mình sẽ thấy mình xu hướng về điều đó, mình thấy của mình đó là thay vì xu hướng về cái chuyện cao sang, cái chuyện quan trọng, những cái chuyện gọi là khôn ngoan, thì ông nói là sẽ thấy một cái sự chuyển động khác hơn, một cái hướng khác hơn, đó là
mình thấy không ai đổ rác, tự nhiên mình muốn đi đổ rác. Mình thấy không ai muốn clean up toilet, tự nhiên mình muốn vô mình clean up. Nghĩa là cái chuyện không ai muốn làm thì tự nhiên mình thấy cái xu hướng là mình lại ưa làm mấy cái chuyện đó. Mình thấy có người đơn độc ngồi không ai nói chuyện thì tự nhiên mình muốn cái xu hướng tới nói chuyện. Mình thấy có người nào có những nhu cầu cần giúp đỡ thì mình có cái sự chuyển động của Chúa, thi hành cái thứ tự ưu tiên của nước Chúa trong cái sự đeo đuổi về Chúa Giêsu, và trên cái căn bản của sự suy nghĩ trong lời của Chúa, nó làm cho mình hoàn toàn thay đổi cái điều mà mình mong muốn. Và ông nói đó là cái chỗ anh em đóng góp vào trong sự gây dựng hội thánh Chúa. Anh em sống động trong đức tin, anh em có sự hiệp một, và anh em dẫn nhau trong con đường theo Chúa và khuyến khích nhau trong con đường theo Chúa. Và tôi muốn kết thúc ở trong cái chỗ cái chữ dẫn dụ đó, hay là cái chữ xoáy động đó ở trong tấm lòng của chính mình, thì nó có hai cái khía cạnh mà sứ đồ Phaolô đang nói ở đây. Thứ nhất là cái sự xoáy động ở trong đầu óc, trong cái tư tưởng, tức là cái chỗ phải hiệp ý với nhau. Có một cái sự chuyển động, đó là chúng ta chuyển động để quyết định trên căn bản của lời Chúa, chuyển động để đeo đuổi sự vinh hiển Chúa Giêsu, chuyển động để đeo đuổi thứ tự ưu tiên của nước Chúa. Và đó là cái sự suy nghĩ của mình càng ngày càng đi con đường đó, và không muốn đi ra, không muốn bỏ, và luôn luôn kỷ luật để đi theo con đường đó, có sự chuyển động của sự suy nghĩ, của giá trị sống. Và thứ hai, cái sự chuyển động của tâm lòng. Cái sự chuyển động của tâm lòng thì càng ngày càng ước ao sự thấp hèn, càng ngày càng ước ao cái chuyện những chuyện không giá trị trong xã hội, càng ngày càng đeo đuổi những người khó khăn, những cái nhu cầu mà dễ quên, không để ý. Và chúng ta sẽ bắt đầu thấy đó là cái sự chuyển hướng của công việc của Thánh Linh làm trong tâm lòng của những người hiệp một trong Chúa, hiệp một cho công việc Chúa, hiệp một với Chúa và trong chương trình của Ngài. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta là chúng ta có thấy cái sự chuyển động đó không trong tâm trí của mình, cho lời Chúa, cho nước Chúa, cho sự vinh hiển Chúa Giêsu, hoàn toàn chủ động cái sự quyết định của mình. Thứ hai, chúng ta có thể thấy được cái sự chuyển động về những chuyện tầm thường bình thường với những người tầm thường bình thường, nó trở thành những cái chỗ mà mình ao ước, mong đợi và dấn thân. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thẩm định được điều đó và thấy được cái kết quả của công việc Chúa làm, để hội thánh được tăng trưởng, hiệp một và Chúa được sáng danh. Xin chúng ta cầu nguyện với nhau và thưa với Chúa rằng con muốn điều đó, con chưa thấy rõ điều đó hay là con đang thấy điều đó. Xin Chúa tiếp tục làm công việc trong con và qua con.